thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận. Đối với thủ tục này, người dân hoặc tổ chức nộp một bộ hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Thái Nguyên có địa chỉ tại số 17, đường Đội Cấn, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên. Trình tự thực hiện. Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ. Tổ chức cá nhân có nhu cầu đăng ký công bố sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng, nộp hồ sơ đăng ký công bố hợp chuẩn tới Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Thái Nguyên hoặc qua cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh, dịch vụ bưu chính công ích. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: trong giờ hành chính và ngày làm việc trong tuần, thứ Bảy, Chủ nhật, ngày lễ nghỉ. Bước 2. Xử lý hồ sơ. Phòng quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 3 ngày làm việc, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo bằng văn bản đến tổ chức cá nhân công bố hợp chuẩn, đề nghị bổ sung các loại giấy tờ theo quy định. Sau 15 ngày làm việc, kể từ ngày gửi văn bản mà hồ sơ đăng ký công bố hợp chuẩn không được bổ sung đầy đủ theo quy định, Sở Khoa học và Công nghệ có quyền hủy bỏ việc xử lý đối với hồ sơ này. Trường hợp hồ sơ công bố hợp chuẩn đầy đủ và hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký công bố hợp chuẩn cho tổ chức cá nhân công bố hợp chuẩn. Trường hợp hồ sơ đăng ký công bố hợp chuẩn đầy đủ nhưng không hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo bằng văn bản cho tổ chức cá nhân công bố hợp chuẩn về lý do không tiếp nhận hồ sơ. Bước 3. Trả kết quả. Trả kết quả trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Thái Nguyên. Thành phần hồ sơ: bản công bố hợp chuẩn, mẫu bản công bố hợp chuẩn. Điền đầy đủ về tên tổ chức, cá nhân, địa chỉ, điện thoại, số phách, địa chỉ email. Phần công bố: điền tên, kiểu, loại, nhãn hiệu, đặc trưng kỹ thuật của sản phẩm, hàng hóa, quá trình dịch vụ, môi trường. Ở phần phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật, điền số hiệu, ký tên, tên gọi. Ở các mục tiếp theo, điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu. Ở mục cuối, tổ chức cá nhân cam kết chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu, dịch vụ, quá trình, môi trường do mình sản xuất, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, khai thác. Cuối cùng, đại diện tổ chức cá nhân ký tên, chức vụ và đóng dấu. Bản sao y bản chính, giấy tờ chứng minh về việc thực hiện sản xuất, kinh doanh của tổ chức cá nhân công bố hợp chuẩn. Giấy đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký hộ kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư, hoặc quyết định thành lập, hoặc giấy tờ khác theo quy định của pháp luật. Bản sao y bản chính tiêu chuẩn sử dụng làm căn cứ để công bố. Bản sao y bản chính giấy chứng nhận hợp chuẩn do tổ chức chứng nhận đã đăng ký cấp kèm theo mẫu giấy hợp chuẩn. Trong quá trình xem xét hồ sơ, nếu cần thiết sẽ xem xét đối chiếu với bản gốc hoặc yêu cầu bổ sung bản sao có chứng thực. Số bộ hồ sơ gồm 2 bộ, một bộ nộp cho Sở Khoa học và Công nghệ, một bộ do tổ chức cá nhân lưu. Thời hạn giải quyết: đối với hồ sơ đăng ký công bố hợp chuẩn không đầy đủ, trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký công bố hợp chuẩn, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo bằng văn bản đề nghị bổ sung các loại giấy tờ theo quy định. Sau thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày gửi văn bản đề nghị mà hồ sơ đăng ký công bố hợp chuẩn không được bổ sung đầy đủ theo quy định, Sở Khoa học và Công nghệ có quyền hủy bỏ việc xử lý đối với hồ sơ này. Đối với hồ sơ đăng ký công bố hợp chuẩn đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký công bố hợp chuẩn, Sở Khoa học và Công nghệ phải tổ chức kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký công bố hợp chuẩn để xử lý như sau. Trường hợp hồ sơ đăng ký công bố hợp chuẩn đầy đủ và hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ tiêu chuẩn ban hành thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký công bố hợp chuẩn cho tổ chức cá nhân công bố hợp chuẩn. Trường hợp hồ sơ đăng ký công bố hợp chuẩn đầy đủ nhưng không hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo bằng văn bản cho tổ chức cá nhân công bố hợp chuẩn về lý do không tiếp nhận hồ sơ. Kết quả thực hiện: thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn. Trên đây là video hướng dẫn thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên xin kính chào và mong được phục vụ các cá nhân tổ chức đến liên hệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.